xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Bot Dog. hôm nay Bot Dog lại lên chia sẻ gửi tới quý vị một em hơ mông cộc phẫu thuật Đấy, đây là một em hơ mông cộc à, phẫu thuật dài đuôi đã mình được mình phẫu thuật rồi nha đây là em cái đen Đấy, có một chút xíu nem ngực nát nữa thì mình sẽ quay cận cảnh và báo giá gửi tới quý vị em cọc cái này là giá bao nhiêu nhá. Đó, mọi người theo dõi thì có thể thấy thân thái của em ý là một em mông cọc dài đuôi đã được mình phẫu thuật. Đấy, mọi người theo dõi thì có thể thấy là một em cọc như thế này thì có thể đáng bao nhiêu tiền nhá. Và sau đây mình cũng xin báo giá gửi tới quý vị khán giả em cọc cái này là bao nhiêu tiền. Em này thì mình đang giao bán là 900k là mình không bao ship đâu nhá anh em nào mà uh, mua thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình 0976 370 396 uh, thời gian làm video của mình cũng tới đây là kết thúc Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở video tiếp theo có những vấn đề gì thắc mắc hoặc uh, có nhu cầu gì thì có thể comment ở phần bên dưới để chia sẻ cùng với mình uh, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo